Trước mắt các bạn nhầm, anh Nguyên đang test một vỏ hát và nhạc beat với tổng giá 153.500.000. Trong hình này, anh chỉ nguyên sử dụng một bộ mic cao cấp đứng đầu thế giới đến từ Đức, Sennheiser, có mã là Everloop 100G3, cực trong mic một tay nhé. Một cú đẩy Multivity 4 kênh, một đơn loa cao cấp STX 825. Tôi rồi có phải không? Mời bác nghe bản cao kê nhá. Cớ sao lại bỏ phố lên một đi không lừa câu hò hẹn, người ra từ mà anh mắt dưng người phụ tôi rồi có phải không? Cớ sao lại bỏ phố lên bỗng dưng làm tiếc chim xa lạ, biệt núi sâu người có thấy như nhung người xót xa buồn lắm phải không? Không sao bỏ. Các bạn hãy chấm cho Trấn Thành và anh Nguyễn một tay nhá, để sản xuất là nhiều bộ hát hay này. Đi làm chương trình mấy cao trên đèo vắng. Ui, trời mình xem đi sơ. E lúc 100 có mà. Người phụ tôi rồi có phải không? Cớ sao lại bỏ phố lên tự nhiên thành bóng chim tăm ca. Tôi thật buồn, hỡi người có biết chăng? Với bộ mic Sennheiser có model là Everloop 100G3, các bạn có thể đọc ngay luôn nhé, vàng cơ ngay luôn, chưa cần nói vàng số. Một đơn loa Mỹ cao cấp STX 800, model là 825, 2 môn 10 và một tép kèn to, đẩy 4 kênh, bay được 4 đơn loa kia. Một chiếc vàng số S95. Người phụ tôi rồi có phải không? Cớ sao lại bỏ phố lên một đi không nửa câu hò hẹn, người ra từ mà anh mắt dưng người phụ tôi rồi có phải không? Cớ sao lại bỏ phố lên bỗng dưng làm tiếc chim xa lạ, biển núi sâu người có thấy nhớ nhung người xót xa buồn lắm phải không? Không sao bỏ phố lên rừng đi làm mấy cao trên đèo vắng, trời vào đâu có chạy lòng người phụ tôi rồi có phải không? Cớ sao lại bỏ phố lên tự nhiên thành bóng chim tăm ca. Tôi thật buồn, có biết chăng tự nhiên thành bóng chim tăm ca. Tôi thật buồn, mọi người có biết chăng? Bây giờ bạn về nghe nhạc của nhá, quá hay rồi. Nghe những bản nhạc Colorado mà được loa Mỹ mà bộ này ghép thì giống như nó rót mật vào tim vào tai quá nhá, không chịu luôn, lanh canh lách tách chát chát ấp bình sập sình và chu âm quá ngọt luôn. Số những lần gối mỏi tìm của cối không chịu được vào về loại luôn, những lần hồn u mê rơi mất.
quen một đêm, nay đã trôi theo ngày quên từ khi biết sống trọn cho đời lính. Tôi lớn dần bởi tình yêu và hờn căm với lời buồn quê hương khóc trắng. Mắt dài thêm giá dài, nặng vai ba lô đi truyền quân qua áo xương lạnh đầy hơn một lần gian nan giữa giờ phố phường tròn đêm mưa dương gian mình đi khi nước đau trăm thơ. Đời tôi và bọn tôi, những người trẻ hôm nay đến những yêu thương hậu phương, xin nhớ nhau như tình nhân nhớ lúc người xa chưa về. Có thể nói là không phải trẻ mà nhé, nó hay toàn diện, đẹp toàn diện về thẩm mỹ, về chất lượng, về độ bền, khoa học nhá. Thì đây là bộ có tổng cái giá cực kỳ rẻ nhá, cực kỳ rẻ 153.500.000. Tôi loa mới tinh full số, có mã cao cực cao của Mỹ nhá, STX885 2410 và một tép kèm. Và trong này bộ hát này thì anh Nguyễn Trường hoàn toàn những thiết bị đứng đầu thế giới nhá, ở những ông lớn luôn. Một bộ mic, mic một tay Sennheiser hàng trưng bày chưa bao giờ dùng tại Việt Nam mà nước ngoài, có model là E-Group 100. Và bà cái này bác kia đọc ngay nhá, không phải hát, bằng cơ ngay luôn, tiếng bát cực êm mềm rộng, hát có tiếng xào xạc khào khạt nhá, ngọt tim luôn, khả năng trung ứng tốt luôn nhá. Mic của Đức đứng đầu giới, một chiếc vang cũng đứng đầu Việt Nam luôn, DB Altic S900 luôn nhá, cú đẩy đứng đầu Việt Nam luôn, quánh bốn quả loa to này bay luôn nhá, mà 41.300, con này có thể bằng hai con đẩy Crown 502 ghép vào nhá, mà được một cái lưng tiếng cũng đứng đầu Việt Nam luôn, cao cấp đấy, phải lấy nguồn thứ nhì Việt Nam đó. Thì bộ này là 153.000.000, anh em có nhu cầu mua mic nhá, mic này là 15.000.000 một tay nhá, 15.000.000 một tay, một đôi này là 30.000.000, lấy em mua một tay cũng được để chơi thử cho em hay lắm. Mọi team mua sắm lắp đặt có liên hệ với số điện thoại 0936 583 110 nhá. Anh Nguyễn Giang Tạt Quốc, anh có chào bác nhá, chúc bác buổi chiều buổi tối vui vẻ bên người thân bên gia đình, hay quá.